Alo, anh à? Tối nay đi chơi với anh á? Để em suy nghĩ đã. Có rất mình đi chơi. Mặc gì bây giờ? Tokyo. Không có gì để mặc hết. Tại sao lại than không có gì để mặc trong khi bạn có rất nhiều sự lựa chọn? Nhưng bạn cần phải biết những thứ cơ bản cần có trong tủ đồ. Đầu tiên là chiếc ti màu đen trơn là một món đồ mà ai cũng cần phải có trong tủ đồ của mình. Một chiếc ti đen trơn là điều mà ai cũng nên có vì tính đơn giản, dễ mặc cũng như dễ phối. Các kiểu basic như minimalist ti, các loại áo này phù hợp với mọi lứa tuổi, nam hay nữ cũng đều có thể mặc. Mix đồ cực kỳ đơn giản, tạo nên một set đồ năng động, nhanh gọn mà không phải mix mắc nhiều. Thứ hai, ai cần mà ai cũng cần phải có trong tủ đồ đó chính là shirt trắng. Shirt là sản phẩm với thiết kế rộng rãi, vô cùng thoải mái khi mặc và đặc biệt là với tông màu trắng thì rất dễ phối đồ. Nâng cấp hơn so với tee thì shirt trắng có thể linh động hơn với nhiều kiểu mix match và nhiều công dụng hơn, có thể mặc đi học, đi làm hay đi chơi đều được. Nhắc đến áo rồi thì cũng phải nhắc đến quần chứ nhỉ. Sau đây là hai loại quần điển hình nhất cần phải có trong tủ đồ của bạn. Ví dụ như chiếc Surapan với form dáng suông dài thì chắc chắn sẽ che được hầu hết các khuyết điểm như bắp chân to, chân cong hay chân có vết sẹo và đặc biệt lại còn siêu hách chân. Tiếp theo, một chiếc short ngắn đen cũng là một trong những item cơ bản nhưng lại có nhiều võ. Short ngắn sẽ khiến cho set đồ của bạn vừa trẻ trung, vừa năng động, lại còn hách tuổi nữa chứ. Ví dụ, phối đa dạng với các sản phẩm như tee, short, tất cả đều phù hợp. Bạn có thể mặc nó khi đi chơi với bạn bè, dã ngoại, cực kỳ hữu ích. Cuối cùng, với sự bắt trend thì laser là một món đồ mà bạn không thể bỏ qua. Những kiểu laser hiện đại với thiết kế rất tôn dáng sẽ làm nổi bật set đồ của bạn lên gấp ngàn lần. Laser có thể mix được với hầu hết các loại áo hay các loại quần, quần ngắn, quần dài đều rất phù hợp. Và như bạn thấy, mình cũng không biết mất quá nhiều sản phẩm mà chỉ xoay quanh các item trend. Vậy thì mọi người cũng đã hiểu lợi ích của việc xây dựng tủ đồ cơ bản rồi đúng không nào? Việc có những món đồ cơ bản sẽ bổ trợ cho nhau để có ít đồ, nhưng kiểu mặc mix match thì lại cực kỳ đa dạng và dễ mặc. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share and subscribe và cũng mong chờ phần tiếp theo của tụi mình nha. Tạm biệt!